bỏ ngón tay trỏ, nó bỏ ngón tay trỏ vô. Ừ. Nó bỏ cái đầu một góc cũng khôn nhỉ. Cũng biết mà chỗ đây nè, nó bỏ ngay cái cùi nó thôi chứ không dám trỏ cái móng vô. Đúng là con nít tự vậy. Đó là bà vậy đó. Chứ không là nó nuốt cái kiểu gì cho rất lưỡng nữa sao. Ngon không cũng bún vậy. Thế sao? Sao ơi? Cục cái người lớn cục vậy đó.